Dạ thì lời đầu tiên Hoàng mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cũng như clip vừa rồi á, Hoàng có chia sẻ về ở nơi đây có một cái căn chòi của ông chú sống vô gia cư, sống như là một cái người rừng vậy đó. Thì rồi á, mình đến đây không hiểu vì sao á, thấy chú là thoát ẩn thoát hiện ở trong căn chòi này. Đột nhiên mình vào để tìm hiểu á, thì chú lại biến mất. Hôm nay để tiếp theo clip này á, xin mời cả nhà cùng theo chân của Hoàng để đến đây tìm hiểu xem hôm nay có may mắn gặp ông chú và chúng ta tìm hiểu xem ông chú người rừng ở trong đây sống như thế nào nha cả nhà. Ngay chỗ này chính là phía trước căn chòi của chú nè mọi người. Thật sự mình cũng không hiểu như thế nào mà chú ở đây sống như một người rừng vậy đó. Ngôi nhà của chú thì dựng ở dưới một gốc tre. Phía trước nhà mình thấy có mấy cái nồi niêu son chảo và một cái bếp lửa nữa. Ui, nhìn từ xa bên trong nhà mình thấy rất là nhiều đồ luôn mọi người. Lúc nãy khi mà Hoàng mới vừa tới đây á, gặp ông chú đang bưng cái tô mì ăn. Rồi lúc đó chưa kịp lấy máy quay nữa thì ông chú đã vào ngôi nhà đó rồi. Ngay chỗ này phía trước nhà của chú á, là một con suối. Và thật sự mình cũng không biết là chú có bình thường như mọi người hay là không. Cho nên là nãy giờ mình cũng chưa dám tiếp cận nữa mọi người. Bây giờ sẽ đi vào ngôi nhà của chú để mình tìm hiểu bên trong ngôi nhà đó như thế nào. Nãy giờ thì quý ông bà cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy một cái căn chòi ở đây rất là kỳ lạ. Không phải là căn chòi kỳ lạ mà một người vô gia cư sống rất là kỳ lạ ở đây. Kỳ lạ từ những cái vật dụng cũng như là những cái ghế ngồi trong này nè. Lúc nãy á, Hoàng nhìn thấy cái ông chú này á, đoán cái độ tuổi khoảng 60 mấy 70 tuổi thôi cả nhà. Chú rất là ốm. Quá kỳ lạ luôn. Mất tiêu rồi ta. Đó, mọi người thấy không? Những cái vật dụng ở đây nè rất là kỳ lạ. Chú tạo ra cho mình một cái ghế, hai bên là hai cái bánh xe, nó giống như là một cái ngai vàng vậy đó. Bên trong thì treo rất là nhiều bao bì và hàng chục chiếc xe đạp bên trong luôn. Cả nhà nãy giờ thấy không, hai căn chòi này á, duy nhất chỉ có một cái ghế này thôi. Thì Hoàng nghĩ ban đêm chú sẽ ngủ ngồi ở nơi cái ghế này. Vì ở bên cái căn chòi này nè là không có cái giường nào hết luôn. Đó, mọi người thấy không? Chỉ có duy nhất một cái bàn uống nước và chú thờ cúng ở đây thôi. Không có mùng mền chiếu gối, không có giường luôn. Chỉ duy nhất một cái ngai vàng của chú ở trong này. Đó chính là một cái ghế có hai cái bánh xe. Quá là kỳ lạ phải không mọi người? Phía trước đây á, chú gom rất là nhiều khẩu trang cũ. Thì theo như nãy giờ mà mình quan sát á, có lẽ là ông chú này là một người không bình thường. Vì thế những cái vật dụng như là khẩu trang cũ này nè, ông chú lượm về rất là nhiều. Dạ con chào chú. Chú ăn cơm chưa? Dạ ăn cơm rồi. Dạ. Bữa hôm vừa rồi á, dạ, con đến đây á, thì thấy căn chòi của mình ở đây á, lúc đó con mới vừa thấy chú vào trong cái căn nhà này nè. À lúc đó ăn mì. Dạ. Rồi không hiểu sao á, con vào đây rồi chú đâu mất tiêu à. Dạ. Chú đi đâu nhanh vậy? Dạ, ở đây hả? Mới nãy hay sao? Dạ hôm ngày hôm qua. Hôm qua. Dạ. Hôm qua thì có nhà chứ. Vậy hả? Dạ. Tại vì con thấy chú mới vừa vào trong căn nhà. Dạ. Cái con quanh trở lại. Dạ. Cái tự nhiên chú đâu mất tiêu à. Dạ. Con hết hồn luôn á. Dạ. Dạ chú xin lỗi là chú sống ở đây lâu chưa? Dạ, trong này cũng mấy năm nay rồi. Dạ.
chú cho con gắn cái mic này để nói chuyện cho nó rõ hơn chú. Dạ. À, dạ chú cho con xin phép hỏi chú là chú thứ mấy tên gì chú? Nhất tôi hả? Dạ. Tôi thứ hai. Chú hai, chú hai tên gì? À, tên là Long. Chú hai Long ha? Dạ. Dạ. À, chú hai, chú sống ở trong căn chòi này lâu chưa? À, lâu rồi. Dạ. Trước kia là nhà chú ở đâu mà chú hai tôi sống lúc ở đây? Mà tôi về đây tôi thấy con rắn nó ra trong này nó bò ra là sao? Hồi nào? Hồi lúc chưa, lúc sáng khoảng 10 giờ mà gần 10 11 giờ. Hồi sáng này luôn hả chú? À. Trời ơi, con rắn bự không? Rắn cũng cỡ cái này nè. Con nghe nói chú nói mà con nổi da gà luôn. À, chú nó bò vô xong rồi bò ra. Trời mà không biết có niệm gì nữa. À. Mới hồi sáng này luôn. À. Dạ chú. Thì chú sống căn nhà này được bao lâu rồi chú? Nhà này được 5 năm rồi. Ôi ôi, 5 năm rồi. Dạ, chứ ở bên kia, thằng kia nó giờ qua đây nó lấy tiền xe, tiền đồ đó, rồi xong rồi nó xài hết rồi, đầu nó gió bay rồi, đầu nó mới xây lại được thì lại hết năm mấy xong rồi đầu nó quay lại cái này, nó chơi cái liều này nữa. Rồi lấy tiền lấy bạc ở dưới rồi nó nghe đồn nó đút điện, đút bạc gì đâu, ở dưới về Hóc Môn hết cả Hà Nội luôn. Mà hút trong này là dân nó cũng bị dữ lắm. Trời ơi, lần anh biết tối nào nó lấy tiền ma, tiền chó vậy. Trời ơi, mình nhức mẩy luôn. Nó thuốc, nó đi 3 ca, 1 ca đứa đi lên, 1 đứa đi xuống. Chắc bình điện nữa, đủ mà nó chạy nó thuốc mình luôn. Thuốc đường nè, anh biết không? Nó hú á. Dạ, nãy giờ chú nói con cũng thật sự chưa cũng có hiểu ra nữa. Dạ chú, thì chú Hai Long á, chú có vợ con gì không chú? Dạ không, không có con cái gì đâu. Dạ chú Hai năm nay là chú là mấy chục tuổi rồi chú? 63, 65. Sinh năm 8. À 65 hả chú? Ờ, 65 là nó 68 mà nó sinh năm 1958. Dạ thì cũng như clip trước á, con đến đây á thì con thấy từ xa chú đi vào trong căn nhà này bới tô cơm hay tô mì ăn á, thì con thấy chú, con đoán tuổi của chú khoảng chừng 60-70 à. Dạ. Tôi thì nó nghe ra tại vì cái vụ này là tôi ở đây thì tôi không có nghe, tại vì bên cộng sản này nó còn là chuyên mà chuyên truyền đồn không à. Rồi mới hay nó nói hồi thiếu quý, hồi nó nói thiếu tá, hồi nó trung tướng tùm lum thiếu quý thiếu tá là nó nói lung tung, nó truyền đồn lắm, mình không có thấy cái giấy tờ giấy thiết gì chân trời. Coi như là đó giờ đi bộ đội về là coi như là trung sĩ, là coi như là xong là im thân. Ủa? Chứ không có xin ý kiến thêm một cái gì nữa chứ, nó là im thân. Dạ. Thì giờ ngày nay bây giờ nó bị khống chế, hiểu không? Ngày nay ví dụ như bên này có tiền ma, bây giờ nó nghe là nếu có tiền ma thì phải có tiền, có vấn đề bị đá thì nó có vấn đề cái tiền mà của trên trời nó xây sở, hiểu không? Ừ, anh có bị đá thì nó mới xây sở được. Bị đá? Rồi cũng bị đá, cũng giờ bây giờ xe tôi thuê nó hư rồi, bây giờ không có thằng nào tôi xây nợ được đâu. Phải có một thằng bệnh hoạn hay bị đá rồi mới chiêu chút tiền cho nó được. Dạ thì nãy giờ quý ông bà của chú cũng nghe chú Hai để chia sẻ. Nghe chuyện làm ăn của chú kể về những cái chuyện lính. Dạ, có lẽ là không biết ngày xưa là chú Hai có đi lính không chú Hai? Dạ, có đi bộ đội, đi cũng mấy năm rồi. À, ngày xưa đi bộ đội nó khác, còn bên đường ma nó khác nữa, hiểu không? Nó chạy bên dàn ngựa dàn đồ nó nhiều tổ lắm, không thể nào nói được. Ngày xưa chú đi lính là chú đi lính ở đâu? Đi bộ đội là đi qua bên Campuchia, đi cũng đi qua bển rồi, còn phân công làm bắn súng cối là bà hội nó cho đi nấu cơm nó đồn lắm, nấu cơm đại đội rất là khó, phải nấu cơm với trung đội nó dễ, nấu cơm đại đội là mấy thằng phụ trưởng. Cơm mà nấu cơm mà trời mưa trời gió, nó cơm mà sống là có chuyện địch mẹ là nó chửi liền à, khổ lắm. Nấu cơm rất là khăn, nấu cơm cho đại đội, nấu cơm cho khu trưởng ăn rất là khó. Mà nấu cơm cho tụi trong đồng lính cùng nghiệp với nhau, tha thiên nhau nấu mình không nói. Mà nấu cơm cho đại đội khu trưởng là coi như chuyên nghiệp luôn á. Là coi như là anh nấu phải biết chiến là phải nấu cho cơm cho chín á. Sống là địt mẹ là chữ liên à. Chú Hai đi chiến trường Campuchia là năm đó là năm mấy chú Hai? Năm 78. Năm 78 ha? 78 rồi tới năm 81 rồi mới về. Năm 81 là găng, năm đó là cô bên Nguyễn Cô Kỳ rồi cao trân nhất là bắn B-50 mà thấy nó bắn luôn là bốn vô thằng một trái rồi không có ca là bắn nổi. Chú Hai lúc đó là đi chiến trường bên Campuchia là chú có bị thương không? Có bị thương nhưng mà nhẹ, chú bị thương cũng như này kia chứ đùi mẹ không có về tay đặt cho trời mềm thôi. Chú có bị thương trên đầu mình không chú? Không có. Rồi bị có vô cái đường tù chỗ trong đó thôi. Tại vì em biết sao, tại vì nó nói ông làm chứ ông qua Campuchia chiến trường xúc như vậy ông lên sĩ quan được. Mà chờ ông muốn lên sĩ quan ông một là lên thiếu quý là trung úy là thôi là không về là xong phải không? Bây giờ mình để sơ còn cứ yếu mình làm đó tương lai cho vợ thôi. À, tôi đi vào đội đó giờ vậy với 4 năm được thiếu quý trung úy vậy thôi.
nói chơi trong trong giấy tờ với cho vợ con hay là con cháu mình nó biết thôi, sơ sơ thôi, chứ còn không có nói chuyện làm lớn. Dạ. Còn nói chuyện gì là ma cũng vậy nữa, mình nói bây giờ nếu tôi cần gì bây giờ chị có giỏi chị có cái gạo thật. Mình đâu có đòi hỏi là giấm vàng xuống xe tăng gì đâu có nói xe số kỳ. Hồi xưa đâu có lúc đó mình quen chứ. Không, hồi đó nghe. Tại vì cái mình nói là một bên là kinh tế, vấn đề coi như vợ con là trung quý thứ quý. Rồi cái thứ hai nữa mình nói như là ma. Tại vì nói là ma, nó như vậy, nó trên trời đi xuống, nó cũng đi chùa. Nó đi chùa vô, nó cũng cúng giống như kiểu nó bài á. Mình cũng giả thực chứ, cũng trao đổi á. Mình cũng vệ binh, cũng mang súng, cũng nói chuyện nó luôn. Mà nói giờ chị có vợ, chị có nghề, chị giỏi gì vậy, chị tôi cái nghèo thật. Tại vì ở là xưa, mà nó lại ở trên Đà Lạt á, xíu ban Đà Lạt á, tụi nó trốn. Hiểu, lúc nó ra ở thật là nó trốn, nó về nhà thờ á. Nó nói là anh biết tôi học xíu ban Đà Lạt á, tôi còn phải qua một cái chuyên đề cái gì bí đá trên trời nữa. Lúc mình rất là đau, dễ sợ, tôi mới ra được này kia. Mà tôi chạy rong rã luôn, mấy năm trời luôn. Mà người ta còn 3 năm trời mới ra được cái áo thật rồi tôi đào ngủ luôn, tôi không cần đi đến nữa. Nó trốn như nhà thờ tu. Rồi nó kể tôi vậy. Mà lúc đó tôi nghĩ được kia, tôi có chiều ngày, nó giấu, nó không nói. Rồi nó không nói. Bắt đầu nó nhổ ra, nó chỉ mình chờ xíu, nó nhổ ra liền. Mình biết không, anh chị nó dạy tôi, nó bắn tôi một cái chiếc đũa bay qua. Tôi thấy được hung quá rồi, thấy không? Tôi thấy rồi, chắc chắn thế này là thành công rồi. Nó kêu tôi chạy thêm 30 vòng nữa, tôi chạy hết đường này 30 vòng. Nó lừa tôi là nó nhổ ra, nhổ cái câm ra. Không cho tôi làm. Lúc đó là chú Hai là đi lính là cấp bậc gì rồi? Cấp bậc lúc đó là tôi có hạ sĩ. Hạ sĩ. Hạ sĩ xong rồi cái đầu nó biểu là nếu mà nó chúng lên trên hằng đại đội nó cho nó lên trung sĩ, thượng sĩ. Hằng này hằng tiểu đoàn nó nói là không cho lên được, lên đó là nó nổ này là coi như này mà mất hết tinh thần, không có tiền bạc gì chứ rồi. Tại miền Bắc người ta bị vô này nhiều lắm rồi. Thứ hai nữa Bắc Kỳ nó chịu không nổi như này bị đá. Thì cái dòng miền Nam nó chịu bị đổi bị đá rất là đau. Anh biết đá bị lựa làm đi hết đủ thứ loại đó, kim rồi lum nó. Anh rất là ghê khùng đó, không phải giỡn đâu. Nhưng mà cái này thì đây là có vấn đề xạo, cũng là có như mà là anh đi ra tới nơi đến chỗ Hà Nội hay gì đó, nó mới đúng là thiệt thật. Hiểu không? Ở đây anh mà ra cái gì là nó nhỏ liền à. Từ nước miếng nước giọt gì nó kim gì nó làm liền à, hay lắm. Rồi à, chú Hai từ nào sống ở đây rồi mình có vợ con gì không? Không, không có. Hồi xưa thì vấn đề là lúc trước là vấn đề gái đi, kia là ở Sài Gòn rất là nhiều, là 30-50 thì cũng có cái cung đưa. Hồi xưa cũng... là kiểu bạn gái rồi chứ chạy đó, là vợ hồi đó là gái là cũng nhiều lắm, không có biết là con là ma nào là người nữa. Nhưng mà thật thế là bạn gái mà không biết ma là người, không biết là ma là người nữa, mà thấy con nhỏ nào nó đem kiến nhận là cái gia đình nhỏ này có học thức hay gì đó. Không biết nó nghèo giàu không biết. Rồi, chú hỏi giáo bao nhiêu là đi là lại giờ xong đi ra. Còn nhiều thằng nó chơi xong rồi nó kè nhỏ nó giật tiền lại. Rồi nó chơi nó ma cô hiểu không? Rồi chơi đi chơi đi với gái mình chơi chơi bao tiền cho người ta rồi giờ đợi tiền lại. Còn tôi không có làm cái trò đó. Tôi nói cái chơi với nó như xả vậy đâu ba vậy thôi. Cái khác. Rồi vậy tại vì lúc đó là cái tin của em biết cái tin của mình nó lúc đó nó dồn lại, con ma nó dồn lại không? Nó dồn lại cho mình không ăn cơm được. Nó làm cho người bít người mình không ỉa đái được, khó chịu lắm. Nó làm cho người nín thở vậy. À, khi mình xả là bắt đầu có một tháng làm lại một lần tháng làm lại là vậy. Rồi tôi tự nó lúc đó tôi đang tập luyện thôi, vợ thật con nhỏ này có phải nó dạy mình không? Tại nó nghe anh làm cái này á, anh làm cái nghề gì anh phải có thầy dạy nên anh mới ra được. Không có thầy sao dạy được? Giờ anh có bạn anh giỏi, anh chỉ qua tôi mới biết được. Chứ còn tôi ông nội tôi không làm tá làm thứ tôi cũng không ra nổi. Anh hiểu không? Giờ tôi ở đây được 100 năm nó cũng chưa ra nổi. Rồi lúc đó là quen bạn gái giờ rồi có đứa con nào không? À, không. Là không có, tại vì nó bây giờ bài đó rất là nhiều. Bây giờ nó đúng là ở bên Campuchia kìa. Là tối thì nó Campuchia nó về được ma là mấy bả rất là chứng minh hơn ghét cái Campuchia. Cái Campuchia coi vậy nó còn còn cù lần cái lũ nó có chứng minh nữa. Anh hỏi nó cái anh nói cái gì có cái gì ra là nó biết hết à. Hình cái này anh mới làm bài toán số 1 rồi nó làm ra bài toán số 12 rồi ông tính không ra được. Rồi cái hôm nay á là con đến đây á là để trước tiên là để tham quan cái căn nhà của chú Hai ở đây. Chú Hai vẫn có đi tham quan vòng vòng căn nhà mình ha. À, không có cái này anh cứ đi tham quan gì thì chú Hai cho con hỏi là mấy cái nồi này là nước ở đâu mà chú múc vậy vậy? Nước này là coi như là nó xả này là lại cho nó có gắn uống, gắn nó nhiều gắn điện gắn đồ lên á, nó chạy lên chạy xuống anh hiểu.
múc nước lên cho mấy con rắn nó uống. Rắn nó hút, trời ơi, nó hút lại con nửa nồi á. Nó hút nửa nồi luôn á. Múc đúng. Xong rồi con rắn nó vô để nó uống nửa nồi luôn. Không, nó hút, nó nấu đồ nó hút lên. Nghe chú hay nói mà con nổi da gà luôn. Dạ, nó hút lên. Nhưng mà nước này là chú múc ở đâu? Nước này là nước ở dưới sông nó hút lên. À, múc nước dưới sông ha. Nó có hai dòng nước. Ở đây một thùng nữa. Dạ. Bên trong nhà mình rồi chú hai có đốt đèn đốt gì không chú hai? Có đốt đèn. Đốt đèn bằng cái gì? Lớp đèn đèn dầu có, lớp đèn cày có, trời ăn cắp ăn trộm có, còn đôi khi mà tối lên vô rồi căng lắm anh ơi, lụ nó lên. Để con mở cái đèn lên, con vô nhà con tham quan. Dạ vô đây. Bây giờ chú hai dẫn con vô nhà để tham quan nhà của chú hai ha. Dạ. Hôm nay con quên đem cái đèn pin rồi. Dạ. Trong đây thì con thấy nó tối thui à. Dạ. Đâu có đèn dầu hả chú hai? Đèn dầu. Đèn dầu nó khóa tôi cái tim con nhổ ra luôn anh thấy không? Phá cái tim luôn. Đồ dữ lục ra luôn. Ở trong tôi. Đây con thấy đồ gì mà quá chừng luôn vậy? Dạ, đồ đây biết nó nhổ lên, làm ra cái nhà nó nhổ lên, lum cái nhà nó sập lum rồi, nó cắt nhà móng vách đó. Nó làm cho nhà yếu là trong này. Nhà có một cái thau nước đó nè. Nước thì này là nó múc cho rắn nó uống đó, hả? Rắn nó hút uống nước khác nước lắm. Ông mà đổ hết nước này ra là nó nóng nó nổ luôn hay liên à, đụng nó rắn lửa đâu phải cái gì đâu. Nó là lửa còn lửa hiểu không? Rồi tối là chú hai ngủ ở đâu? Nó hai ngủ đây nè. Ngủ cái ghế này đó hả? Dạ. Dạ, đâu rồi chú hai để đứng, để chú hai ngồi xuống đi. Dạ. Chú hai ngồi xuống cái ghế kìa. Ngồi ghế. Đó. Dạ. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị cũng đã xem clip trước á, mà Hoàng có đến đây để mà ghi hình về cái ghế của chú hai đây. Thì lúc đó Hoàng cũng đã đoán là cái căn chòi này á, chú hai không có cái giường. Thì mình nghĩ là chú sẽ ngủ bằng cái ghế đây. Chú tối là chú ngủ bằng cái ghế này luôn hả? Là ngủ ghế, ngủ vậy nè, ngủ xây ra cái này đem lên này, xong hả? Làm mày ngồi mình ngủ nằm thẳng luôn là nó có ba con rắn nó bò qua quà lại ghê lắm. Nằm thẳng chân ra là mấy con rắn bò ra qua bò lại. Rắn tinh của mình. Dạ bây giờ thôi, nếu mà đâu bây giờ chú thử ngủ cái tối là chú nằm sao đâu chú nằm thử cái. Nằm vậy hả? Dạ. Nằm vậy đó. Rồi làm vậy đó. Rồi nó ngủ vậy. Gác cái giò qua đó. Gác giò qua đó rồi kia đó. Dạ. Rồi ngủ hoài tới sáng luôn hả? Ngủ hoài tới sáng luôn. Không có lưng luôn. Nó không có phá gì không, mình nằm xuống là nó phá, nó bẻ tay. Để cái giò xuống là mấy con rắn nó cắn. Không phải, mình nằm giường là nằm thẳng như ở bên bển là nó rộng lên liền, nó rộng giống như hai giặt lộn vậy. Nó làm như là thằng tí nhỏ mà thằng cái miếng tù á. Nó rồng nó giống như nó là con hương con chanh, nó rồng lên nó bính lại động mình đó, rồng như nó ha, rồng như để cho mình đá mà thở khè hiểu không, giặt lộn mình đó giống như vô giặt á. Nếu mà nằm lên giường là sẽ bị nằm dưới đất nằm cái ghế là không bị thôi, nằm dưới giường là bị, là mới nằm cái ghế này coi như mình thôi là ngồi trên chiếc xe cabin của nó mình ngủ hiểu không. Còn mà nằm dưới giường là nó rồng nó bính lộn mình liền, lũ nó ai cho mình nằm ngủ gì, nó như nhà tù mà. Dạ. Anh hiểu cái đường lớn của nhà tù của nó là vậy đó, nhà tù. Rồi hàng ngày á chú sinh sống ở đây bằng cái gì? Cũng nấu cơm giống vậy thôi nè, cũng nấu cơm vậy thôi, cũng đi lượm dây chai vậy, cũng bình thường vậy đó. Hàng ngày là chú đi lượm dây chai hả? Thì nó cũng kêu, nó tính là kêu có phân tù của nó từ 10 năm tới 40 năm nè, kiểu nó như vậy, nó không có kể để 10 năm tới 15 năm đâu. Dạ. Nó không có làm gì chuyện ngắn cái này, bụng nó ác lắm. Chú hai thì hàng ngày chú đi lượm rồi chú bán khoảng được bao nhiêu tiền? Bán mà cũng như nó mua 1 ký 7 lần ngày 7.000, có khi cái chỗ mua 5.000 ký nhựa đó. Dạ. Rồi mình mua cạo giữa lum rồi nó đun chai đun đồng cát đất trong tổng lượng giống như bán một ngày được bao nhiêu tiền? Bán mình chỗ ngày bán chừng 3 ký à. 3 ký là 3 ký 4 ký là cỡ đó. Là được hai mấy ngàn. Mà không biết một cái mũ của nó gần tới 150 chai mà 400-500 chai được nó được 3 ký. Mấy được mấy ký hả? Còn chưa nói răng đề mũ dơ bình thường. Ở đây thì con thấy rất là nhiều xe đạp nè chú hai. Không có này nó nói mình mê ăn lụm á, không có của cải tài sản lụm á, nó vô giết mình lụm á, ác thế giới lụm. Sao không bán bớt đi? Bớt sao được, bán rồi hồi trước nó bít lụm đít cái kim, nó mai cái kim lụm đít mình rồi ở ỉa luôn. Không bán bớt đi lấy tiền mình mua gạo. Không. Nó mai lại liền à. Mai gì? Anh mới đi một chiếc xe đạp là nó mai bít luôn á, mai bít mà không có luôn, không nói ra thiếu luôn. Chú hai nói gì thật sự con cũng không hiểu. Nó nhổ rồi hết á. Dạ. Rồi ông mà có một chiếc xe đạp là nó nhổ, nó mai hết rồi, mai cái kim mà nó mai đi nè. Ông cho ông sống. Mấy xe đạp này là chú ở đâu mà chú có nhiều vậy? Xe này hồi xưa là thằng kia nó điện trợ cho tôi một tháng là 500. Thăm nuôi nó cho tôi 500.
thăm đâu, nuôi à, thăm nuôi cho 500 tôi lấy xe tôi mua lấy tới tiền tôi để bỏ ống mới được. Thăm nuôi tiền đó là tiền gì chú hai? Tiền đó tiền nó thăm nuôi tiền ở trên ngoài Hà Nội nó vô tiền hưu hưu huyết dưỡng quý gì đó nó cho đủ mà coi như hàng tháng 500. Dạ. Rồi gia đình là kêu đâm mấy cụ nó thuốc được hơi chiến dịch chiến gà xong rồi hết rồi hết rồi bắt đầu là nó rút lui. Lúc đó là nó chưa đang xây thủy lợi hiểu không? Là nó cho trước rồi. Rồi xong rồi tôi lấy tiền này tôi mới mua cái xe dạng dạng ra thấy người hết bệnh thấy khỏe quá đụng đụng trước nó xiết lại hiểu không trước mình nghĩ đau dễ sợ đụng trước nó nghĩ xiết lại đụng như xiết cái mùi lon á đụng cũng có nghĩa mình bóc con không đổi luôn á đụng nó xuống quắc à nó hột bằng như hột đồ đen á. Dạ chú hai à, chú là quê mình gốc gác ở đâu chú? Quê là tôi hả? Dạ ở quê gốc gác là ở Gò Vấp. Gò Vấp thành phố mình hả? Ở Gò Vấp trong nhà máy nha lực quân xưởng á. Ở đây con thấy rất là nhiều bao nè. Mấy cái bao này là bao gì vậy chú hai? Bao này lòng là ba cái hũ nó mắm nó tiêu nó mày gói bị lượm đồ. Là chú lượm dây chai và chú để đây đó hả? Dạ dạ để đây á. Quá chừng chú bán bớt đi để quá chừng. Nếu được lộ được là nào chờ lên này có con cháu nó gỡ lên kim đâm đồ của nó để ở dưới đó rồi bên xui da nó ăn cắp trộm đủ nó dữ lắm. Trời ơi ổng ổng hiểm đi đó ổng. Chỗ này con thấy có cái thùng là thùng gì vậy chú? Thùng mốt rồi chứ thăm nuôi nó cho đem nó chở nó thùng nước đá đó. Ở trong đựng cái gì vậy? Cho hồi đó nó đụng thùng nước đá thì xe hơi nó bỏ nó cho. Ở trong đây con thấy là bình nước uống đồ quá chừng. Dạ. Cái này là cái ca nước này là ca nước uống của chú hả? Dạ, ca nước trà. Nước trà. Ừ. Con thấy ở trong đây nó có cặn có gì không? Tùm lum trong này nè. Dạ con. Rồi nước này là chú múc ở đâu uống hả? Dạ nước này nấu lên uống với trà nấu lên. Múc ở dưới kinh rồi. Không có nấu nước lấy sinh ở ngoài kia đem về nấu lên chứ. Nấu bình uống. Đi xin nước về uống. À như này nấu lên. Dạ. Ở đây con thấy trời mưa là dột hả chú? Ở đây con thấy nước nhạt hết trơn nè. Thì nó lụng nó leo lên lụng to lụng đồ nó trời ơi, nó có cặp mắt nó bắn lên rồi nó hư khùng rồi. Biết. Ở trên này nó trời ơi, thấy là mưa nó dột quá. Nó một ve nó hư khùng rồi đụng là biết nó có 700 tổ rồi hư khùng rồi đụng ta sợ là đâu phải yên thành. Trời ơi đụng thuộc về đường mau nó rồi đâu phải gì đâu phải yên thân được. Rồi thông thiện thì thông thiểu rồi đó đâu có vụ này. Bây giờ cái này nó mới có được chứ đâu có biết đâu. Chứ có thuộc chiến trường tôi khác, còn này thuộc về kinh tế được con ma có nhiều tổ quá là đâu có biết. Bên Nhật bên Trung Quốc, bên của Nhật Bản nó qua hiểu không? Là bên thằng kia nữa. Đi thôi bây giờ chú cháu mình ra ngoài thì ở trong đây ngợp quá. Dạ. Ui. Quá chừng. À, thì ở đây thì hàng ngày là chú hai tắm ở đâu? Hai tắm đi xong. Xong ra, xong xuôi. Hàng ngày thì mình ra đây tắm ở sông rồi. Dạ. Nước uống thì nước sinh hoạt thì đi xin bà con ở đây rồi nếu mà chú hai đi tiêu á đi cầu á là đi ở đâu cầu thì ở bên kia đi tùm lum vậy đó hả? Đi cầu mới. Dạ. Rồi đi cầu tối nó bò xuống đi kiếm nó hửi có phân mình có lấy hàng nó đụng ác rồi thì tối mấy thằng ma nó đi xe ông ra nè. Ngại hôm bữa đó, con đến đây thì con mới vừa đứng ở đây chuẩn bị lấy máy xuống quay thôi cái con thấy chú bưng cái tô mì hay tô cơm gì ăn đây nè cái. Dạ. Vừa tính chuẩn bị lấy máy quay cái vô đây. Dạ. Chú mất tiêu. Dạ. Còn vô đó. Chú mất tiêu còn hết hồn luôn á. Dạ dạ tại vì ở đây thì có nhiều bà đi kiểu đi đá gì rồi nó không có là nó không có theo vậy đó còn tôi là nó để ý tôi dữ lắm tại vì tôi đâu phải là có tiền còn bạc không biết gì tại vì nó kiếm cứt người là nó. Dạ. Quý hơn ngay chỗ này con thấy là khẩu trang này là chú lụm đem về hả? Khẩu trang này là coi như là nó bỏ rồi lấy này về giữa tay dây chân nó lên bột đen này nè hiểu không? Nó len bột đen cái xe trong khối trong cái xe nó chạy á. Đem khẩu trang này về mình để dành tắm chà tay chà chân. Chà chân nè. Dạ. Như là nhiều khi là nó khối đen lên nè cái tay mình nấu cơm nó có cái khối đen ở trong chổng á. Khối đen nó vô tay đó, mình lấy cái này mình rửa nó lấy cái mình đường mặt máu tim của mình nó chạy xe á. Nó thiệt là gắn trời nó xiết vô cái nhỏ này nè coi như có hai cái kim người nè. Chỗ này là hàng ngày là chú hai nấu cơm ở đây hả? Nấu cơm đây rồi nó có mà không phát cái lò đủ mà là coi như nó bánh cái dĩa lưỡi lem là lụa ở dưới nó chết hết giáo rồi. Nó có đường chém á, nó có máy chém nó lém cái bếp á nó đứt tay đứt chân mấy liệt hết rồi. Hồi chiều giờ chú ăn gì chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm hồi chiều nay chú ăn cơm gì? Ăn mì cái ăn cơm, mì hả? Dạ. Hàng ngày ở đây chắc là chú ăn mì chứ đâu có nấu cơm hả? Cơm có không? Nấu cơm nấu mì rồi chứ. Chú có nấu cơm không? Có nấu cơm chứ. Đâu mì của chú đâu? Mì của chú còn nhiều ít. Mì mì. Cho con xem thử đi. Mì nữa.
Đâu? Đó. À, ủa, đưa đâu con coi thử kìa. Này. Ôi mì của chú nè. Rồi cộng hủ tiếu nữa hả chú? Rồi rồi. Là cái này ở đâu chú có vậy? Rồi này mua và chợ mua ký 10 ngàn. Rồi chú mua về chú bỏ này chú để dành vậy đó hả? À, mới ăn mới kim lum mà bữa nào. Rồi, cái đó là chú ăn không kịp rồi nó hư sao? Dạ, dạ ăn giờ dạ, có bữa ăn chay bữa ăn mặn chứ. Dạ, con tưởng là chú ăn mì gói chứ. Dạ mì gói có chứ. Dạ. Ồ trên này con thấy là chú chất rất là nhiều cây ở trên này luôn. Thì nó bay với đội lên gồng nó nhổ lên liền với đội nó nhổ giống như nó có cái gần cẩu câu xe nó câu xe nó có nó hàng nó biết mà nó gồng lên liền nó có lương bùa nó. Là cây nào cây nấy là cái bề hoành nó cỡ này dạ. Nè rất là nặng luôn trời mưa nè nước dạ. Nữa rồi nó sập nó đè mình sao bởi vậy nó bằng tay nó không vậy nó có súng rồi nó bắn mình giờ nào không rồi nó có nghề trong người nó à, chỗ này là con thấy chú có tài sản cái, người cái dòng chữ này là cái này là ai viết hả chú? Dạ vậy là tôi viết tại vì nó nói là Trung Quốc cái chữ của chú nè mọi người rất là đẹp luôn. Dạ. Là bây giờ chú đọc cái dòng chữ này là chữ gì vậy? Dạ Trung Quốc trời nó hết cái cấp xăng dầu cho tụi mấy thằng Trung Quốc trời hết cấp xăng dầu. Dạ. Chữ rất là đẹp luôn mọi người. Dạ. Hồi ơi cái dòng chữ chú viết rất là đẹp luôn. Dạ. Là cái ý nghĩa mà Trung Quốc hết trời cấp xăng dầu là cái ý nghĩa cái này là như thế nào chú? Dạ. Nói như thằng nói thằng chứ nhưng hai hồ thằng đó với lại thằng anh Dung Mách đó. Dung Mách ở ngoài Hà Nội đó. Nó sắp sửa về thời trước ở Tây Ninh. Không có cái ý nghĩa của Trung Quốc mà trời hết cấp xăng dầu này là mấy thằng mà mấy thằng tôi nhỏ đây là nó chạy xe ôm rồi nó bán khuê đó vợ nó bán mắm muối rồi nó nói với tôi nó hết cấp xăng dầu cho mấy ngày rồi coi như là mình lôi mấy nó về xăng dầu mắc quá người nghỉ cấp rồi không có cấp nữa coi như quá thật sự là chú nói gì mình cũng không có hiểu dạ mình nó nói gì mình đâu có biết mẹ gì ví dụ thằng nào làm nó cấp xăng dầu sắp tiền bạc gì còn nó hiểu nữa nếu tôi chả gành mấy vụ này nữa. À, hàng ngày ở đây thì sáng chú khoảng mấy giờ là chú đi lượm ve chai? Sáng khoảng 8 giờ đi đưa vừa. Rồi mấy giờ chú về? Khoảng chừng 10 giờ, 1 giờ, khi 2 giờ về em có. Rồi lúc đó là về ăn cơm rồi nghỉ 2 chiều đi nữa chú? Dạ về thôi đi thôi, đi nhiều quá luôn. Nó cứ vừa nó ho lao, ngập thở chết mẹ luôn. Tối tôi đâu, chiều tối đâu, giờ là tối về tôi bán về đâu. Về là tối bị đá liền à. Nó len liền. Bây giờ quay. Chú ăn cơm không? Có đi mua cơm cho chú nha. Thôi được rồi. Mua cơm cho chú nha. Thôi được rồi. Bánh mì. Thôi được. Bánh mì ha. Thôi không rồi. Thôi được rồi. Lại cái hơi anh nó khác, hơi của tôi nó khác, hiểu không? Tại hơi anh nhiều khi các bạn anh mạnh hơn, tôi yếu hơn, ăn vô là tôi chạy tôi thua. Giống như là hai thằng giật lộn nhau vậy, hiểu không? Nó khổ vậy. Dạ thì nãy giờ á, quý vị khán giả cũng đã nghe chú Hai Long chia sẻ về cái thời gian mà chú đi lính ở chiến trường Campuchia rồi chú cũng đã bị thương. Mình cũng không hiểu như thế nào mà chú lại dừng cái căn chòi ở nơi ngay cái bờ suối này để mà sinh sống. Nay khoảng 7 năm hả chú? 5 năm rồi hả? Nay là khoảng nay cũng gần 60 tiền 60 tính đi là 60. Rồi lúc đó chứ ở trên chùa trong trống xong rồi ra đây rồi chùa nó bậy lắm mấy thằng này mấy thằng bảo vệ nó hồi trước mà vô trong trống mình ăn nấu cơm rồi kia mình ra mình nấu mua mấy miếng gà rồi nấu ở trong rồi trong chùa trong cái xu trong á nó thấy đụng đá liền à trong chùa nó không cho nó không cho phép mình vô trong chùa mình nấu gà nấu đồ trong trống. Dạ chú Hai đất mình ở đây hiện tại là đất này là đất của nhà nước hay là đất của gia đình mình chú? Đất này đất của công an nó cho ở chứ. Đất này là đất của bên kia của ông cậu tôi ở buôn khu ông xuống đây ông xin nó thôi tôi cho cháu nó ở đây này kia nó ở ở đâu được tự do cũng được cũng xin cho chú ở đây ông chú ông cậu tôi là ở bài Nha Trang ông làm buôn khu ông tên là hồ Cắn á ông xuống đây nó chỉ thằng con chứ là con ở tỉnh. Bên đây thì con thấy cái nhà cái chòi mình bên đây là có lẽ là mới cắt hả chú? Nó mới cắt đây là công nhân của bên kia là bỏ qua là con cũ của người ta đó là bỏ qua bỏ ra là mình xin mình về cất lại cái chòi này hả? Nó tính là cái nhà tôi này nó hú để nó lấy vật liệu phế liệu của nó về chai đó nó có đường điện của nó hiểu không kim điện của nó rồi đau lắm chết mẹ luôn. Trời ơi thiệt nó chứng gà con thấy vậy. Căn chòi mình ở đây cây cối rất là yếu rồi trên đây chú chất như thế này ngủ rất là nguy hiểm luôn nhất là trời ơi nó nhổ đi mà trời ơi cái nhà cây nó sập nó đè chú trời ơi nó gồng lên liền nha trời ơi cái gồng lên liền đúng đó. Dạ thật sự hôm nay con đến đây con tìm hiểu cái căn chòi của mình ở đây và được chú chia sẻ
Và con rất là bất ngờ vì cái chữ viết của chú đây rất là đẹp. Có lẽ là ngày xưa chú học cao lắm hả chú? Dạ không, học cũng 89 là cỡ đó. Dạ, chữ viết của chú rất là đẹp. Dạ, dạ. Lại lúc đó là giải phóng vô là không ai nghĩ tới học nữa là rò lo. Sinh viên mà học tới lớp 12, lớp 12 là nó biết. Còn học lớp 8, lớp 9 là luôn nó khi dễ lắm. Trong mấy cha nhà thờ có mình ra gì không? Dạ, thì hôm nay con từ xa đến đây á, vô tình ở trên đường con đến đây phát hiện ở đây có một căn chòi của chú. Vì thế con đến đây để tìm hiểu. Con được biết là cuộc sống của chú đây rất là khó khăn. Yeah. Chú ở trong cái căn chòi tạm bợ như thế này thật sự con thấy nó rất là nguy hiểm. Yeah. Nó chuẩn bị nó sập rồi, cây cối nó mục hết trơn à. Yeah. Có lẽ là vài hôm nữa con đến đây để con sẽ có một cái phần quà để gửi đến cho chú hai. Yeah. Dạ. Con cũng chúc chú hai nhiều sức khỏe nha chú. Dạ dạ dạ. Dạ. Kính chào quý vị khán giả, thì hôm nay Hoàng trên đường đi khám phá tìm hiểu những cái câu chuyện kỳ lạ để làm một cái clip cho mọi người xem. Thì hôm nay vô tình đến đây tìm hiểu một căn chòi của chú Hai Long ở đây cất ở một cái nơi hoang vắng cặp ở bờ suối này. Thì qua đây mình tìm hiểu biết thêm về cuộc đời của một cái người lính chiến trường Campuchia ngày xưa. Thì clip sau mình sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem về những cái câu chuyện của chú và sẽ có một cái phần quà để giúp đỡ chú. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà.